trốn công an, tên trộm ở Bình Dương mắc kẹt trong lối thoát hơi. Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa đục tường giải cứu thành công tên trộm xe máy bị mắc kẹt trong lối thoát hơi khi chạy trốn. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 22 tháng 12, Võ Văn Luân, 25 tuổi, quê Trà Vinh, đang thực hiện hành vi trộm xe máy của người dân trên địa bàn phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bị công an phát hiện nên bỏ chạy. Lo sợ bị bắt, Luân chạy vào một cơ sở massage để lẩn trốn. Sau đó, Luân trèo lên mái nhà cơ sở này rồi xuống lối thoát hơi phía sau nhà vệ sinh để trốn. Do lối thoát hơi quá chật, đối tượng bị mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài. Phát hiện sự việc, công an phường Lái Thiêu đã thông báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An cử lực lượng đến hỗ trợ. Do lối thoát hơi quá nhỏ nên các lực lượng cứu nạn cứu hộ phải đục tường tạo khoảng trống kéo đối tượng ra ngoài. Sau khi được giải cứu, Luân bị đưa về trụ sở công an phường Lái Thiêu để phục vụ công tác điều tra.